Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in nhiệt mini này với cái điện thoại iOS hoặc là Android để các bạn có thể in những cái tấm hình mà các bạn chụp màn hình nè, hoặc là những cái thiết cơ, những cái hình động vật đồ nè các bạn ở trong cái app nè. Đó, cái hình này các bạn có thể in ra để cho con của mình có thể tô màu nè. Rồi, ok. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mở cái máy in nha. Thì cái máy in này các bạn bấm cái nút bên đây nè, bấm giữ nè khoảng 3 giây thì nó sẽ chớp đèn xanh lên nè. Đó là bây giờ các bạn bật Bluetooth lên, các bạn kết nối được rồi đó. Thì đi kèm cái máy có một cáp sạc nè các bạn. Thì cái máy bên mình mình đã test sẵn trước khi mình giao cho khách hàng nha. Các bạn yên tâm nha. Đó, bây giờ nó đèn nó chớp xanh nè, bây giờ mình sẽ kết nối với cái điện thoại nha. Rồi, các bạn trên điện thoại iOS đó, các bạn vào cái Apple Store, các bạn tìm cái từ khóa là Fundring nha các bạn. Ngày xưa nó là app eGreen nhưng mà sau này nó chuyển sang app Fundring nha các bạn. Thì cái app này in tốt hơn nha các bạn. Đây cái app này nha các bạn. Các bạn bấm cài đặt ở đây, mình đã cài đặt sẵn rồi. Rồi, bây giờ mình qua cái app Fundring nè. Các bạn vào cái góc phải màn hình của tôi nè. Cái app này thì nó có tiếng Việt luôn nha các bạn, rất là dễ sử dụng nha. Rồi các bạn chọn kết nối nè, ở đây mình đã kết nối sẵn đây nè. Rồi các bạn chỉ cần bấm vào cái chỗ MX6 là nó sẽ tự động kết nối nha. Rồi bây giờ các bạn ra ngoài các bạn in thử nè. Rồi ở đây các bạn để mình in test cho các bạn xem nha. Ở đây nó có rất là nhiều hình nè. Ở đây các bạn có thể đánh chữ vô nè. Test máy in nè. Rồi các bạn bấm in ở trên đây. Ở đây á, các bạn có thể điều chỉnh nè các bạn. Nè, chế độ văn bản nè, mô hình họa nè, sắc nét hơn nè, các bạn muốn đậm hơn, nét hơn thì các bạn chọn cho đó. Rồi các bạn bấm in ha. Rồi bây giờ máy nó sẽ in ra nè. Đó các bạn thấy không, mực nó khá là nét nha. Rồi bây giờ ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn in cái chụp màn hình nha các bạn. Rồi in hình ảnh nha. Các bạn vào chỗ hình ảnh nè. Rồi các bạn vào chỗ hình ảnh, các bạn chọn cái hình ảnh. Thì ở đây mình đã chụp cái màn hình ảnh sẵn rồi. Bây giờ mình in cho các bạn xem nha. Khá là sắc nét luôn các bạn. Rất là rõ luôn. Đây để mình cho các bạn xem nè. Đây. Đây các bạn, khá là nét nha. Rồi còn mà những bạn nào mà muốn in văn bản thì các bạn có thể quét văn bản ở đây nè. Đó các bạn đưa cái văn bản vô cái hình ảnh hay gì đó các bạn quét để các bạn chụp lại xong đó các bạn in ra nha. Ngoài ra thì ở đây nó còn có rất là nhiều mục là in băng rôn, in dán giấy nè các bạn. Ở đây nó còn có cả cái tab nè các bạn. Cái này các bạn có thể in những cái sticker nè, những cái tip note nè. Đó, rất là nhiều cái form cho các bạn lựa chọn nha. Đó, còn bên vật liệu là cái chỗ hồi nãy các bạn có thể in được những cái hình động vật nè, những cái hình này hình kia nè, những cái sticker rất là nhiều nha. Còn trên cái điện thoại Android thì cũng vậy các bạn mở Bluetooth lên nè. Đó, các bạn mở Bluetooth lên ha. Rồi các bạn mở cái phần mềm Fundry lên, các bạn cài, các bạn mở phần mềm Fundry lên. Sau đó các bạn vào cái chỗ góc phải nè, các bạn kết nối nè. Đó, mở máy in lên các bạn, cho chớp nè. Rồi các bạn kết nối. Rồi kết nối vào. Rồi sau đó nó cũng y chang như bên kia các bạn, nó có giao diện in ảnh, in đầy đủ tất cả nè. Rồi các bạn vào các bạn in thử thôi. Do cái điện thoại của mình nó hơi chậm nha các bạn.
Ok đây các bạn. Thì những bạn nào mà muốn mua cái máy in này á, thì các bạn xuống dưới phần miêu tả nha, mình để cái đường link của Shopee hoặc Lazada bên dưới phần miêu tả. Các bạn click vào cái đường link đó để các bạn mua hàng để được giao hàng đến tận nhà luôn nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.